Ngon ngon. Ba ơi. Không không không, đừng mà. Ăn món này không tốt đâu. Cơ. Đừng quên lời dặn của Sasha nha. Ờ? Ba à, lại nữa hả? Này anh, lên đời nào. À ha. Wow. Giờ mình phải giám sát bà thôi. Ba lau dọn hả? Ừ, đúng vậy. Tốt lắm. À hả? Ơ? Đúng vậy. Tuyết. À? À. À hả? Wow. Ừ, ủi đồ. Ba giỏi lắm. À. Oh. Oh. Mm. Aha. Ba ơi, ba. Có, Sasha. Pizza nha. Không, Sasha. Nói dối không? Không, Sasha. Mở miệng ra đi. Không thể nào. Nhìn nè ba. Ôi không. Theo con đi, con biết cách nè. Ba phải tập ở đây á. À hả? Phải có kem ba mới làm tiếp được. Được rồi, đợi một chút. Mình sẽ làm một que kem thật bổ dưỡng luôn. Wow. Được rồi. À ha. Wow. À hả? Wow.
đâu, ba không ăn. Đừng bỏ cuộc nha ba. Phổ biến. Wow. Đúng. Nhanh nào ba, nhanh lên. Cố lên nè ba ơi. Được rồi. Giờ thì ba à, chúng ta phải mua thực phẩm lành mạnh thôi. Đi thôi. Tuyệt vời. Ngon ngon. Đúng rồi. Tôi hiểu. Nhưng không tốt đâu. Đi mà. Được rồi. Này, tôi muốn đi về nhà cùng với bạn. Nhưng sẽ rắc rối to đó. Đi nào. Được rồi, nhưng... Này, chọn tôi đi. Không được đâu, xa xa sẽ giận mất. Làm ơn đi. Được rồi, một gối thôi nha. Cùng thử những thực phẩm này nè ba. Aha. Aha. Này, chọn đúng rồi. Oops. Cái gì? À... Chờ chút. Ôi không, chào dở sao bọc đầy trên đầu tôi vậy? Làm sao? Phải làm sao bây giờ? Do ba lại ăn quá nhiều đồ ngọt đó ba. Đợi một chút. Đó. Đúng. Giờ thì ổn rồi. Đừng quên phải đánh răng 2 lần mỗi ngày nha. Được rồi, được rồi. Khát nước quá đi. À ha. Ôi không ba, mặt ba có màu xanh kìa. Yeah. Đúng. Tuyệt vời. Ngon ngon. Ba cần phải uống nước cam này.
kẹo đây. Bán giày cho chú đi. Ok. Nhỏ quá đi. Cần có thứ chú cần đó chú. Nó cũng nhỏ quá đi. Biết rồi. Được rồi. Tuyệt vời. Wow. Đúng. Tôi hiếp. Cái gì? Này anh, mẹ cần giày mới. Không, giày nam mà. Con có giày mà mẹ cần nè. Xin chào. Chào. Bà muốn mua giày sneaker. Wow. Tôi hiếp. Đẹp quá đi. Cảm ơn. Khoan, bà phải trả tiền giày chứ. Nhưng bà không có tiền. Vậy thì bà phải giúp con. Được rồi. Phổ biến. Cái gì thế? Không đời nào. Không, không đâu. Ba cần băng keo đó. Tuyệt vời. Đúng. Cái gì? Không. Phổ biến. Wow. Không đời nào. Cái gì? Không ba, để con chỉ cho ba. Cái gì?
Không đời nào. Cái gì đây? Sasha, chị làm gì vậy chứ? Đi mà, chị xin lỗi. Wow. Cái gì? Hả? Ngon ngon. Mẹ muốn cái nón này. Tuyệt vời. Wow. Cái gì? Không đời nào. Gì đây? Con có thứ tốt hơn cho mẹ đó. Wow. Đi ba, xong rồi. Cái gì? Ba lại làm lộn xộn rồi. Xin chào, chú muốn mua laptop đó. Dạ, con có. Được rồi. Cái gì đây? Không biết nữa. Không thích đâu. Hả? Chú cần laptop. Quá đi. Laptop của con mà. Đưa cho chị. Của chị mà. Của chị. Đưa đi. Đưa đi. Không đời nào. Ô không. Chú muốn mua mà. Nón đây à. Cũng được đó, nhưng không đủ. Cái này thì sao ạ? Của con gái mà. Con có cái này nè. Được đó nha. Wow. Của con nít mà. Sasha, em xin lỗi chị nhiều nha. Tặng chị nè. Tuyệt vời. Làm hoa nha. Wow.